Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay mình quay được cái video về loài gắn đẻ ra bọc điều. Xin mời mọi người cùng xem. Đây là cái bọc điều của nó nè mọi người. Mình phát hiện trễ nên mình chỉ lấy lên được có bao nhiêu thôi. Đó. Bọc điều tức là cái túi nước ối của con gắn nó nằm ở trong gắn con nằm ở trong túi này nè, nó sinh trưởng phát triển trong túi này. Đó, gắn mẹ đẻ ra luôn, đẻ ra gắn con. Mọi người nhìn đó, nó nằm gọn khô trong cái bọc điều, giống như em bé mà được sinh trong bọc điều á. Dân gian người ta nói á, cái em bé mà sinh trong bọc điều rất là may mắn, rất là sung sướng nha, ngậm thìa vàng đó mọi người. Y chang vậy đó, nó nằm bọc điều gắn con hay nằm y chang giống như em bé vậy đó. Nhân gian mình có cái quan niệm đó. Nhưng gắn đẻ luôn bọc điều này á, thì rất may mắn. Bởi vì sao? Bởi vì gắn mẹ mà không đẻ ra luôn cái bọc điều này á, toàn bộ những đứa con phía sau cái bọc điều này á, nó sẽ ngạt thở, bị không sinh ra được. Và cũng hên cho gắn mẹ đã sinh ra được cái bọc điều và đẩy bọc điều này ra khỏi cơ thể, và những bọc điều khác của những con gắn khác nó tiếp tục sinh ra. Bởi vì gắn đẻ nhiều con cho nên mỗi con sẽ có một bọc điều riêng. Mình sẽ gỡ cái bọc điều này ra cho mọi người cùng xem đó. Thấy không? Chú gắn nằm trong một điều này đã ngưng thở, không sống nổi. Bởi vì không biết, chắc vì yếu yếu nên đã không thoát khỏi cái bọc điều được, nên nó không còn còn không sống nổi, giống như em bé vậy đó. Em bé ngày xưa thì mụ giường á, họ khi mà sinh ra bọc điều này họ sẽ xé sanh cái bọc điều ra để cho em bé khóc thở được, nó mới sống nổi. Ngày nay thì bác sĩ y tá họ gạch ra, họ lấy ra nhanh, nên hiện tượng mà sinh ra bọc điều rất là hiếm gặp nha mọi người. Đó, gắn nằm cho bọc điều nó không sống nổi. Và gắn mẹ mà sinh ra bọc điều không sinh ra được con á, mà bọc điều nằm chặn ngang vỡ gắn mẹ, thì toàn bộ những đứa con phía trong sẽ không sống được, và người mẹ cũng không sống được luôn, mẹ gắn không sống được luôn. Đó. Mình đã gặp cái trường hợp đó, lúc trước mình có gặp trường hợp đó một lần, gắn mẹ cũng không sống nổi và toàn bộ những đứa con ở trong cũng không sống nổi luôn. Rồi, video của mình đến đây kết thúc. Chúc mọi người làm việc vui vẻ và thành công. Xin chào tạm biệt.